Xin chào tất cả anh chị em cô chú đồng ngư đã quay trở lại kênh của Nhân Vlog 1989 nha. Ngày hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2022. À, lời nói đầu tiên thì Nhân xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể mọi người xem được video này của mình nhé. À, trong chương trình ngày hôm nay thì mình tiếp tục sẽ giới thiệu với lại mọi người một cái mẫu hồ cá coi mới, một cái cách làm lọc mới rất là đơn giản luôn. À, ngày hôm qua thì mình vừa mới chia sẻ hồ của anh Vũ ở quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh lên kênh của mình á thì hồ của anh vũ được thiết kế là lót bạc anh em có nghĩa là hồ lót bạc mình không có xây lọc rồi mình không có nối ống ra bên ngoài bơm để trực tiếp bên trong hồ anh vũ bơm lên cái dàn ba xử lý nước sau đó nước trải về hồ chánh á thì mình sẽ làm luồn với lại là tạo oxy luôn thì trong cái quá trình mà chia sẻ hệ thống lọc hồ của anh vũ thì mình có góp ý cho mọi người là nếu mà anh em muốn làm lắng á thì mình sẽ chế trong cái dàn ba này là một cái khay trên cùng là làm lắng nè rồi à, sau đó cái nước sạch từ ngay chỗ cái ngăn lắng đó, đó nó sẽ xuống những cái dàn ba kia tiếp theo trả về hồ Thì như vậy là nó sẽ có cái lắng cho mình xử lý nước được tốt hơn Thì hôm qua nay mình nhận được rất là nhiều cái tin nhắn của anh em nhắn về cho mình luôn Có một số anh em thì cũng chưa có hình dung được rằng làm lắng trong cái dàn ba kia như thế nào Tại vì hồi trước giờ anh em cứ nghĩ là nước bơm á Mình bơm lên cái dàn ba kia thì nó chỉ việc là nó lọc theo cái dàn mưa thôi thì anh em hỏi mình là có cái clip nào hướng dẫn cụ thể hay không hoặc là có anh em nào làm những cái mẫu nó tương tự như vậy thì nhân có thể là chia sẻ lên để cho mọi người thí dụ như ai chưa có thông hoặc là người ta muốn chi tiết thì anh em có thể là tham khảo để mà mình làm theo à, ngày hôm nay thì để đáp ứng cái yêu cầu này của mọi người á, thì hồ này mình đã được sự đồng ý của anh Phúc ở huyện Nhân Trạch à, tỉnh Đồng Nai thì mình mời mọi người cùng với là mình ha sẽ ghé nhà của anh Phúc thứ nhất là mình tham quan hồ thứ hai là anh Phúc sẽ giới thiệu cái hệ thống lọc mà anh phúc tự chế có nghĩa là vừa ba kỳ mà vừa có lắng trong đây luôn để mọi người anh chị em cô chú nào ở nhà mình có sẵn một cái mẫu hồ nó giống như của anh phúc mình muốn tận dụng cái nhà ba kỳ để làm lắng thì anh em có thể là tham khảo cái cách mà anh phúc vận hành hệ thống lọc để mình áp dụng vào bên trong hồ của mình luôn nhé phiền mọi người một tí xíu nha à, đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop bên em á thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này à, nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại em qua số zalo trên màn hình nhé đây là toàn bộ khung cảnh hồ của anh phúc nè mọi người bây giờ mình chia sẻ một vài cái thông tin hồ của anh phúc sau đó mình sẽ nhờ anh phúc giới thiệu chi tiết cái hệ thống lọc hiện tại bây giờ anh phúc đang vận hành để cho mọi người hình dung cho nó dễ luôn nha thì hồ này của anh phúc chiều dài là ba m bốn nha anh em chiều ngang của mình thì sẽ lấy trung bình nha à, 80 còn mực nước trong hồ thì hiện tại bây giờ anh Phúc đang để là 40 như vậy là mình tính ra thể tích nước hồ này của anh Phúc nó tầm cỡ khoảng gần một khối mốt nha anh em hồ này ngày trước khi mà xây dựng á, anh Phúc cũng như là gia đình của mình không có dự định là nuôi cá coi nên là cái chiều cao anh em thấy là nó chỉ có 40 thôi và đặc biệt là mình không có xây ngăn lọc nữa à, anh Phúc với lại gia đình dự định là sẽ chơi hồ non bộ với lại thả cá bảy màu nhưng mà sau một cái thời gian tìm hiểu á, thì anh Phúc biết được kênh của mình á. À, thấy anh em chia sẻ hồ lên zalo rất là vui. Đặc biệt là anh Phúc cũng như là người nhà của mình. À, thấy con cá coi này của mình cái nết của nó thân thiện á, nó ăn trên tay. Nên là anh Phúc quyết định cải tạo hồ của mình lại. À, chế cái dàn ba kỳ làm lọc. Sau đó là mình thả cá coi luôn. Thì hồ của anh Phúc đến thời điểm hiện tại bây giờ hoạt động được hơn 6 tháng rồi anh em nha. Mọi người thấy cá rất là dạng người, nước rất là trong. Thì chứng tỏ một điều rằng với cái hệ thống lọc một dàn ba kỳ mình chế thêm lắng á thì cái hiệu quả mang lại cũng rất là cao nha à, trước khi mà anh phúc chia sẻ cái hệ thống lọc á thì mình xin nói sơ là một tí xíu ngay chỗ cái vấn đề mà làm chế lắng trong cái dòng ba kia có nhiều anh em thì nhắn tin cho mình nói là bây giờ không sử dụng cái lắng mà mình sử dụng cái lọc thô giống như hồ của anh Vũ ngày hôm qua đó thì được hay không hay là bắt buộc phải làm lắng thì ở đây là mình chia sẻ là mọi người nha có nghĩa là anh em không làm lắng cũng vẫn được nhưng mà cái thời gian mọi người vệ sinh nó ngắn lại Chứ mình đừng có để lâu quá thì chắc chắn là nó sẽ không được nha Còn nếu như mọi người mà chế được cái lắng giống như của anh Phúc ở đây á Thì tầm cỡ khoảng ít nhất là 2 tuần Hoặc là 3 tuần, 1 tháng thì anh em mới vệ sinh một lần Nó sẽ tiết kiệm cái thời gian cho mọi người Rồi mình cũng không quá cực trong cái vấn đề thường xuyên vệ sinh nữa à, Nếu mà có một cái lời khuyên dành cho anh em là mình khuyên mọi người cố gắng làm như thế nào mình chế một cái lắng nha Ví dụ như cái hồ của mình có cái không gian diện tích Thì mình làm thêm một cái thùng lắng nó càng to thì càng tốt còn không á thì mình chế à, cái ngăn lắng nó trong cái dàn kỳ giống như của anh phúc đây nó sẽ thứ nhất là tiết kiệm thời gian cho anh em và cái thứ hai là hiệu quả mang lại rất là cao thì à, hầu như trong tất cả những cái clip khi mà chia sẻ hệ thống lọc lên á mình luôn nhấn mạnh với lại mọi người nó cái tầm quan trọng của cái lắng nha tại vì hồ của anh em khi mà có lắng á nó sẽ giúp cho cái nước của mình đẹp hơn rất là nhiều so với lại là hồ của mình sử dụng lọc thô bởi vậy có nhiều anh em thì khi mà mình chơi cái dàn lọc thô á Anh em cảm nhận được 1-2 tháng đầu nước nó trong thì mọi người suy nghĩ rằng à, Làm đơn giản như vậy à, là lọc nước cũng được rồi Nhưng mà thực chất nó không phải như vậy đâu anh em Về lâu dài 6 tháng 1 năm nó sẽ xảy ra rất là nhiều cái vấn đề Nên là cái lời khuyên dành cho anh em đó là nên cố gắng Chế một cái thùng lắng hoặc là tối thiểu nhất Là mình sẽ chế một cái tầng lắng trong cái dàn ba kỳ giống như của anh Phúc Để nó mang lại cái hiệu quả cao nhất luôn nha thì ngày hôm qua nay có rất là nhiều anh em nhờ mình chia sẻ là cái cách mà mình làm cái lắng trong dàn ba kia Thì ở đây mình sẽ nhờ anh Phúc ha sẽ giới thiệu chi tiết cho là mọi người cái cách mà anh Phúc tuần hoàn cái đường nước á thì anh em cứ chú ý vào bên trong đó rồi mình mua cái dàn ba kia về mình cứ làm giống như cái công thức của anh Phúc thì chắc chắn rằng cái hiệu quả mang lại cho mình sẽ đạt được như ý muốn nha. Đây là hệ thống lọc uh, ba cây của mình. Thì mình làm là một cái ngăn lắng ở trên Ngăn lắng ở trên thì mình để là lưới 6D với gòn Sau đó là bỏ sứ viên lên trên Rồi nó sẽ lắng qua hai cái đường ống hai bên này Lắng xuống khay tiếp theo Thì khay dưới cũng để lưới 6D với à, à, sứ viên với đá lông vũ Những khay dưới thì cũng đá lông vũ dưới lưới ba d lưới sáu d rồi đá lông vũ lưới sáu d sau đó ở dưới là mình nước ra để thác làm thác để tạo oxy à, thì ở dưới mình để là sứ viên tại vì đá lông vũ thì nó sẽ nổi lên trên nó sẽ ra cái đường này cho nên mình không để là đá lông vũ mình chỉ để là sứ à, viên thôi thì à, hệ thống motor của mình á máy bơm là Atman 8000 Atman 8000 hút đáy hút đáy rồi à, bơm lên trên một, một, một ống là mình chia tay ra mình làm luồng còn bao nhiêu thì bơm lên trên bơm lên trên bơm theo cái cái đường này đường này ở đây là xã cạnh Vừa rồi thì anh Phúc đã chia sẻ với lại mọi người toàn bộ cái quá trình mà anh Phúc làm lọc cho hồ của mình rất là hiệu quả anh em nha. Bơm thì hiện tại bây giờ anh Phúc đang sử dụng là tám 8000. Mình sẽ làm hút đáy hút mặt nè. Lấy nước lên ngay chỗ dàn ba kỳ của mình. Thì khi mà nước vào cái khay đầu tiên á, anh Phúc sẽ cho nó vào cái khoảng giữa nè. Ở dưới thì mình sẽ chừa một cái khoảng trống để giữ phân. Cái phần trên đó thì mình sẽ để giống như là lưới 6D hoặc là lưới lan, gòn đen GMAT gì đó anh em nói chung là sắp làm sao cho nó trắng phân lại ha rồi nước sạch dâng lên sẽ theo hai cái đường ống 60 xuống những cái khay tiếp theo thì vật liệu lọc trong những cái khay này nó tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế cái vật liệu lọc mà anh em có nha hỏng nhất thiết là mình xài giống như của anh Phúc nha mọi người nhưng mà anh em cố gắng sắp làm sao cho nó thật là dày để khi mà nước nó qua những cái lớp vật liệu lọc á nó vừa lọc nước vừa thải độc tố và nó sẽ ra thác nó tạo cái hàm lượng oxy cho hồ của mình luôn thì đó là cái cách mà anh Phúc vận hành hệ thống lọc cho hồ của mình hơn 6 tháng nay. À theo cái cá nhân riêng của mình á, hồ mà hoạt động hơn 6 tháng, nước trong cá khỏe thì chứng tỏ một điều rằng cái bộ lọc của mình hoạt động hiệu quả nha mọi người. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh Phúc cũng mới nhờ mình nhắn gửi đến tất cả cô chú anh chị em nếu mà xem được video này á, thấy hồ của anh Phúc còn những cái điểm nào khắc phục thì cứ comment bên dưới để trong cái thời gian sắp tới thì anh Phúc sẽ hoàn thiện hồ của mình hơn. Thì đối với lại cá nhân riêng của mình thì giống như hồi nãy mình nói rồi hồ mà trên 6 tháng thì cái bộ lọc hoạt động hiệu quả nhưng để góp ý cho anh phúc á, thì mình sẽ góp ý hai vấn đề một là vị trí đặt bơm và máy thổi luồng hiện tại bây giờ anh phúc đang sử dụng tổng cộng là ba luồng nha hai máy thổi luồng và một cái bơm của mình sẽ chia tê vừa lên ba kỳ với lại vừa làm thổi luồng luôn thì bây giờ theo em anh phúc một là giờ cái vị trí bơm với lại dàn ba kỳ qua mé tay phải cái luồng đặt bên mé tay trái thổi qua và ngược lại nếu mà bơm vào ba kia bên mé tay trái thì luồn bên mé phải thổi qua chỉ một luồng nó thổi qua vậy là được rồi tại vì hồ của mình cái chiều dài nó là ba mét tư mà bây giờ anh làm cái luồng ly tâm như vậy á thì nhiều khi là nó thổi chưa chắc gì cái phân lại ngay chỗ bơm của mình thì theo em nghĩ là nó chỉ cần thổi một hướng bên trái qua hoặc là bên phải qua là được rồi nha đó là cái vị trí mình đặt bơm với lại dòng ba kia và luồn ha và cái vấn đề thứ hai nữa là cái này theo em nhìn nhận được á cái bộ lọc của mình hoạt động hiệu quả nhưng mà hiện tại bây giờ anh chia tê vừa làm lùn với lại vừa lên ba kia nó rất là ổn cái lưu lượng nước mà đưa lên cái dàn ba kia của anh nó chỉ có tầm có khoảng 3 000 đến 4 000 thôi tại vì nước nó sẽ ưu tiên cái đường ống gần nhất là cái lùn của anh á thay vì cái bơm của mình là 8 000 thì bây giờ ra ngay chỗ lùn hết 4 000 rồi nghĩa là hút vào thổi ra thì cái lượng nước dơ đưa lên dàn ba kia nó chỉ là 4 000 thôi thì như vậy là cái lọc của mình sẽ lọc yếu ha thì theo em á nếu mà anh muốn làm ngay chỗ đó một cái luồng luôn á thì cái bơm của anh á anh cho lên nhà ba kia hết 8 ngàn luôn rồi nước sạch sau khi mà lọc nước trả về hồ á anh sẽ khoét một cái đường ống thấp hơn ngay chỗ cái thác nè anh làm cái ống luồng đó là cái ống này nó sẽ giống như cái luồng hiện tại bây giờ bơm anh chia tê luôn chỉ có điều là khi mà mình chế như vậy á, là cái bơm của mình 8.000 lít nó sẽ đưa lên cái nhà ba kỳ hết luôn thì em tin chắc rằng sau khi mà anh khắc phục ngay chỗ cái điểm này, nước của anh sẽ tốt hơn nữa, sẽ trong hơn nữa. À, trong thời gian sắp tới thì hồ của mình sẽ ổn định hơn nữa anh Phúc nha. Thì đây là hai cái ý kiến mà mình góp cho góp ý cho anh Phúc. Còn nếu mà mọi người xem video anh em thấy còn những cái điểm nào khắc phục nữa thì cứ comment bên dưới để trong thời gian sắp tới thì anh Phúc sẽ hoàn thiện hồ của mình hơn nha. À thôi thì mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em thì cũng đại diện cho bên kênh đó anh phúc em cũng cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là hệ thống lọc lên cho mọi người cùng tham khảo thì đại diện cho mọi người đam mê chơi cá câu nói riêng và tất cả anh chị em cô chú xem được video này nói chung em chúc cho anh và gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe em chúc cho cái công việc của anh phúc làm ăn nó ngày càng tiến triển À, thăng tiến và thành đạt hơn nữa nha. À, nếu như mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là anh Phúc chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha. You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey.